Xin chào tất cả các anh em, chào mừng mọi người đến với video tiếp theo của mình. Lại một mùa hè chuẩn bị đã đến, lại chuẩn bị bỏng môi sôi mắt để đón những cái nắng nóng khủng khiếp. Và ngày hôm nay mình sẽ giới thiệu đến cho các anh em top 10 chai nước hoa các anh em có thể sử dụng trong mùa hè năm nay. Ở vị trí số 10 là một sản phẩm của nhà Bulgari, nó có tên là Bulgari Aqua Amara. Nhưng mình vẫn nói đây là cái sản phẩm mình đánh giá rất là cao của nhà Bulgari, mùi hương nồng nàn thu hút, có thể gần như là có thể dùng được trong mọi dịp. Do đó nếu như anh em nào mà cần tìm một mùi hương dành cho mùa hè và giá với mức giá vừa phải trong tầm túi tiền của mình thì Bulgari Aqua Amara luôn luôn là cái sự lựa chọn hàng đầu dành cho các anh em. Ở vị trí số 10, một sản phẩm của nhà Bulgari. Ở vị trí số 9, đó là một sản phẩm của nhà Prada, đó là Prada Luna Rosa. Nhà Prada luôn luôn cái style mùi hương của họ luôn luôn là sang trọng và tinh tế. Dù là bất kỳ chai nước hoa mùa hè hay dành cho mùa thu đông thì mùi hương của họ luôn nhẹ nhàng và đầy lịch lãm. Và Prada Luna Rosa cũng không là ngoại lệ. Mình đã giới thiệu cho một người anh của mình chơi đang ở trong Đà Nẵng, mà mình đã giới thiệu chai nước hoa này, và sau khi mà anh bạn mình đã mua và rất là hài lòng với mùi hương này, bởi vì nó rất là hợp với anh em nào, đặc biệt anh em nào có cái style dân văn phòng, thì khi mà các bạn xịt mùi hương này, ăn mặc nó lịch sự một chút, sơ bin đó, quần nâu áo sơ mi thì rất là cái mùi hương nó rất là hợp. Do đó ở vị số 9 là sản phẩm của nhà Prada. Ở vị số 8, chai nước hoa này mình chỉ có chai chiết thôi chứ mình không mua chai full. Nó là một sản phẩm của nhà Jimmy Choo, nó có tên là Jimmy Choo Iceman. Mùi hương của chai nước hoa này như thế nào? Nó gồm có hương cam và kết hợp cùng với xạ hương. Mùi hương của chai nước hoa này thực sự là nói về mùi hương thì nó không phải là một cái gì đó đột phá. Nó cũng có những cái nét tương đồng với một số chai nước hoa khác. Nhưng điểm mạnh nhất mình đánh giá rất là cao ở chai nước hoa này đó là khả năng lưu hương. Mặc dù sau khi cái dry down của nó, mùi hương của nó rất là nhẹ nhàng, thoang thoảng thôi, nhưng độ bám hương của nó thì thực sự là khủng long bạo chúa. Mình đánh giá nó phải chơi vào tầm trên 10 tiếng. Và trong cái điều kiện thời tiết mùa hè thì một cái mùi hương không phải là dở, có thể nó không phải là xuất sắc nhưng cũng không phải là dở, và có độ bám mùi cực kỳ tốt như thế thì cũng rất là xứng đáng để các anh em có thể đầu tư mua một chai nước hoa. Do đó ở vị trí số 8 là sản phẩm của nhà Jimmy Choo, có tên là Jimmy Choo Iceman. Ở vị trí số 7 là một sản phẩm, một chai nước hoa của nhà Naui, nó có tên là Gear, Next by Gear. Chai nước hoa này thì có thể là khá lạ lẫm đối với các anh em. Và cũng giống như chai Jimmy Choo Iceman, mùi hương của nó không phải là lạ. Nhưng như mình vẫn nói trong một số video trước, chai nước hoa này rất là hay ở cái điểm đó là khả năng CRH của nó, khả năng lưu hương lại ở trong một không gian các bạn đã đi qua, nhẹ nhàng, thu hút. Mùa hè thì các anh em đã biết rồi, mùi hương các anh em phải hết sức chú ý khi mà cái mùi hương nó nhẹ nhàng, nó vừa thơm, nó vừa thu hút nhưng phải nhẹ nhàng, đừng nồng quá để tránh gây sự khó chịu đối với mọi người xung quanh. Thì Gear Next by Gear là cái sản phẩm mình muốn gợi ý đến cho các anh em đó. Ở vị trí số 6, một chai nước hoa rất là quen thuộc, Dior Sauvage. Có thể là nó rất là quen, có thể là được nhắc rất là nhiều lần, thế nhưng chúng ta không thể phủ nhận đây là chai nước hoa cực kỳ hợp dành cho mùa hè, trong mọi dịp, trong mọi nơi, các bạn có thể dùng vào mọi lúc, mọi nơi và mọi thời điểm. Do đó nếu như không nhắc đến nó vào trong cái list chai nước hoa mùa hè thì cũng sẽ rất là lãng phí. Ở vị trí số 6, Dior Sauvage. Ở vị trí số 5, đó là sản phẩm của nhà Tom Ford, nó có tên là Tom Ford Nidori Portofino Forte. Đây là bản nâng cấp tiếp theo của chai nước hoa Tom Ford Nidori Portofino, nhưng nó được tăng cường cái khả năng bám hương đó, bởi vì phiên bản cũ của nó bị chê là bay mùi, bám mùi rất là kém. Mùi hương của chai nước hoa này như thế nào? Một cảm giác rất là đơn giản thôi, đó là các bạn vừa trong nhà tắm bước ra với mùi xà bông bám quanh người bạn, rất là sạch sẽ, rất là thư giãn, rất là nhẹ nhàng. Vào cái mùa hè bụi bặm bẩn thỉu thì đôi khi những cái mùi hương nó giống như mùi xà bông có thể là lại rất là tốt cho các anh em khi mà các bạn xịt nước hoa, để mà tránh gây những cái dị ứng, những cái phản cảm đối với mọi người xung quanh. Và
sản phẩm của nhà Tom Ford Leary Portofino Forte, cũng là một trong những cái chai nước hoa mình muốn gợi ý cho các anh em. Chai thứ tư đó là một sản phẩm của nhà John Bravatos, nó có tên là Artisan Blue. Nhìn ngoại hình của chai nước hoa này thì các anh em cũng có thể phần nào hình dung được mùi hương của chai nước hoa này. Nó giống như một cái làn gió biển thổi, gây cái cảm giác rất là mát, thoang thoảng, nhẹ nhàng. Đó, đối với mọi người khi mọi người ngửi thấy một cái mùi hương này. Nhưng mà có một cái khá là đáng tiếc là bởi vì mùi hương này nó rất là nhẹ, cho nên là cái khả năng bám tỏa mùi của nó không phải là quá xuất sắc. Thế nhưng nếu như các anh em có thể cho vào một chai chiết và mang theo người thì khi mà sử dụng trong một ngày thì đây là một cái mùi hương rất là tốt. Bởi vì như mình đã nói, mùi hương này rất là sạch sẽ, nhẹ nhàng. Thì chúng ta cũng chỉ cần như thế trong một mùa hè 43-40 độ, không cần phải quá phức tạp làm gì. Đó, ở vị trí thứ tư, John Varvatos Artisan Blue. Ở vị trí số 3, một sản phẩm khá là lạ mình muốn giới thiệu đến cho các anh em, đó là Laura Giorgiotti Roma Uomo. Chai nước hoa này mình muốn khuyến cáo đặc biệt nếu như các anh em nào có ý định sử dụng, thì tốt nhất là nếu như các anh em, môi trường các anh em ở trong môi trường máy lạnh thì xịt, nó sẽ phát huy được hết những cái hay, cái hấp dẫn của mùi hương này. Mùi hương này nó thiên về classic. Đó, bạn nào, anh em nào mà ưa chuộng cái phong cách dạng như kiểu classic, kể cả mùa hè cũng thế, lúc nào mình đi ra ngoài đường hoặc là một cái event hoặc một cái dịp nào đó, nhưng mình luôn thích mình nó lịch sự đó. Nó thể mày râu nhẵn nhụi, áo quần mảnh bao, thì Roma Uomo này là một trong những cái gợi ý không hề tệ đối với các anh em. Mùi hương này thì nó mang cái thiên hướng cổ điển, đó, rất là hấp dẫn, rất là thu hút. Nhưng như mình đã nói, nên chú ý khi mình sử dụng, nếu như trong cái môi trường của anh em có điều hòa thì sẽ rất là tốt nhất, và lúc đấy nó sẽ phát huy được hết tác dụng của mùi hương của chai nước hoa này. Ở vị trí số 2 đó là một sản phẩm của nhà Creed, nó có tên là Creed Silver Mountain Water. Chai nước hoa này khi các bạn xịt thì các anh em có thể thấy có thể cảm thấy mùi trà, sau đó là có xạ. Nói chung ở cái điểm chai này có một cái điểm, đó là khi mà các anh em mới xịt thì sẽ cảm thấy hơi nồng, khá là nồng thì đúng hơn, và nó phải mất tầm khoảng 30 hoặc 40 phút bắt đầu lúc đấy nó mới nhẹ nhàng, một cái mùi nó thoang thoảng ngọt, khá là thu hút, bám trên da. Do đó khi mà các anh em xịt mùi hương này thì dễ bị đánh giá sai ở cái nốt mở đầu chai nước hoa này, bởi vì nốt mở đầu nó rất là, có thể nói khá là nồng. Nhưng như mình đã nói, sau khoảng 40 phút thì đây là cái mùi hương rất là độc đáo, rất là hay, và dùng trong mùa hè thì rất là ok. Ở vị trí số 2, Creed Silver Mountain Water. Cuối cùng, ở vị trí số 1, chai nước hoa mình muốn giới thiệu cho anh em đó là John Varvatos Artisan Pure. Một mùi hương đa dụng, không bị giới hạn độ tuổi. Đi chơi, đi học, đi làm, đi hẹn hò, các anh em hoàn toàn có thể sử dụng mùi hương của chai nước hoa này với cam, quýt, và cuối cùng có thêm một chút cái xạ hương. Ở cái nốt cuối của nó thì nó có vẫn cái mùi cam, mà nó có một cái gì đó ngọt nhẹ, rất là ok. Có thể nói đây là cái chai nước hoa cực kỳ thích hợp dành cho mùa hè và đa dụng. Đó, đấy là cái điểm mình đánh giá rất là cao mùi hương này. Nó có thể không phải là một cái gì đột phá về mùi hương, nhưng nó rất là đa dụng. Do đó ở vị trí số 1 mình muốn gợi ý cho anh em đó là một sản phẩm của nhà John Varvatos. Thì trên đây là mình vừa giới thiệu cho anh em 10 top 10 chai nước hoa mùa hè các anh em có thể sử dụng đó trong mùa hè tới đây. Rất hy vọng các anh em cảm thấy thích video này, hãy like và share nếu như mọi người cảm thấy video có giá trị. Đừng quên subscribe kênh của mình nhé. Xin chào và hẹn gặp lại.